Để nói tiếp chương trình, xin mời gia đình thưởng thức giọng ca nữ nghệ sĩ Hồng Sương. Và cũng để kết thúc chương trình phụng cúng cơ sở mai táng Phước Thiện trong buổi tối hôm nay, theo lời yêu cầu của gia đình bài hát này, để nhường lại cho anh chị em nghệ sĩ cây nhà lá vườn tại địa phương, Hồng Sương như gửi đến tất cả quý vị với ba câu vọng cổ trích đoạn trong vở tuồng được mang tên Sự Tích Cây Quyên Ương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. 1, 2, 6 nhạc, cho chị miếng nhạc đi. Đích cọ Hồng Mai nó giữ ha, chết ráng chịu. 1, 2, 6 và xin gửi đến tất cả các anh các chị với lớp trích đoạn được mang tên Sự Tích Cây Quyên Ương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thôi có
cảm ơn. Xin cảm ơn những anh nhạc sĩ có những lần đó điêu luyện, xin cảm ơn rất nhiều.